Xin chào quý vị đang xem chương trình Trading with Jason được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên đài Asian Media Network. Để trở lại với chương trình hôm nay, Jason xin chia sẻ với quý vị một câu hỏi mà có người đã email cho Jason. Câu hỏi là: phương pháp nào là an toàn nhất khi đầu tư vào thị trường chứng khoán? Thì Jason xin chia sẻ câu trả lời như sau. Trong đầu tư vào thị trường chứng khoán, không hề có một phương pháp nào là an toàn nhất. Đầu tư vào thị trường chứng khoán hay đầu tư vào những lĩnh vực khác thì luôn luôn có những risk, những rủi ro từ lớn cho đến nhỏ. Tuy nhiên, mình có thể hạn chế những rủi ro đó hết mức có thể bằng những phương pháp. Trong thị trường chứng khoán, người ta có những cái phương pháp gọi là strategy. Mình có thể dùng những cái phương pháp đó để mình có thể chiến thắng thị trường theo mỗi thời điểm khác nhau. Không hề có một phương pháp nào gọi là perfect, là hoàn hảo, hay là chắc chắn 100%. Dĩ nhiên nếu đầu tư mà chắc chắn 100% thì mọi người ai cũng đã thành công rồi. Tuy nhiên có những phương pháp đầu tư với kết quả thành công lên đến 80% hoặc là cao hơn thì đó cũng là một điều rất là thành công trong việc đầu tư rồi. Thành ra nếu như quý vị nghĩ rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán thành công 100%, an toàn tuyệt đối với những phương pháp nào đó thì sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra. Tuy nhiên, nếu quý vị nghiên cứu cẩn thận, kiếm những phương pháp, những strategy, những chiến lược an toàn tuyệt đối cho bản thân mình và phù hợp với cái tài khoản, với số tiền mà quý vị có, thì về lâu dài, quý vị chắc chắn sẽ thành công, đầu tư sẽ có nhiều profit, là lợi nhuận. Thì một lần nữa, Jason xin nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn luôn có nhiều rủi ro, nhưng bao nhiêu năm qua cũng có rất nhiều người thành công trên thị trường chứng khoán, ngành nghề nào cũng vậy. Cũng sẽ có một số lượng người thành công rất lớn và cũng sẽ có số lượng nhiều không thành công. Sự khác biệt là do kinh nghiệm và kiến thức mà ra. Nên quý vị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu muốn thành công thì quý vị nên tìm cho mình kiến thức, học hỏi đến nơi đến chốn trước khi đầu tư. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu quý vị còn gì thắc mắc, quý vị có thể email cho Jason ở địa chỉ jasonvle@hotmail.com. Và nhớ đón xem chương trình Trading with Jason được phát sóng lần sau vào ngày thứ hai trên đài Asian Media Network. Chúc quý vị đầu tư luôn luôn gặp nhiều may mắn. Nhà hàng Việt Nam tọa lạc gần góc đường 35th Avenue và Southern Avenue, vùng South Phoenix Lavi, đang cần tuyển gấp người phụ bếp có kinh nghiệm với món ăn Á Châu và Việt Nam, có kinh nghiệm sử dụng chảo quát, lương tùy theo kinh nghiệm có thể lên đến 20 đồng một giờ hoặc 5.000 đồng một tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc 602-473-0432, 602-473-0432. Cần sang nhà hàng, cần sang nhà hàng. Phở gia đình ở thành phố Chandler đang hoạt động rất tốt, luôn đông khách, địa điểm thuận lợi khu người Việt. Nhà hàng rộng 3.200 square feet, rent 4.500 một tháng, lease đến 2027. Ai thật lòng muốn sang, liên hệ số điện thoại 480-295-2707, 480-295-2707.